Rồi chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Hello. Mình bữa nay mấy anh em mình sẽ đi ra vườn bọt cá sặc nhóc chơi nha mọi người. Sau lưng mình nè. Nhóc bọt cá sặc quá trời luôn, mình được, sẽ bọt nhiều mình đặt là có à. Thì mấy mình sẽ đem mấy cái lờ nha mọi người. Cái lờ này nè, cái lờ các bạn. Cái lờ này đặt mớ cá sặc vô chiên giòn nha mọi người. Chiên giòn làm bữa cơm đạm bạc của mấy anh em mình nha. Mùa dịch mình làm bữa cơm đạm bạc nha mọi người. Chín dịch luôn. Ừ, sặc dưới đây nha mọi người, để cho mọi người coi nha. Đây nè, một cái sặc quá trời luôn. Rồi mà mọi người xem video này hay nhớ like và đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Ok. Ok, chào tất cả mọi người. Rồi mình sẽ lội xuống đặt cái lờ nha mọi người. Đặt bọt này mình đùa vô. Canamen đang đặt sâu sâu cho nó đi, sâu sâu xuống á, sâu cho bít cái hôm á. Ừ, đè bánh cái lô anh luôn đi. Sâu sâu chút xíu nữa. Đây nha, mình đặt gì mà mình bọt mình đùa vô nha mọi người. Đùa vô trong cái lờ nè. Cái nó sẽ vô thôi. Đúng cái lờ. Mày ăn xuống đây mày đặt nè, mày đứng đó hoài đi. Ê, kiếp chỗ này có bọt cho mày. Đặt cái nhiều lắm á, đồ bọt. Rồi vậy hả? Ừ, lúc hơi được rồi, hơi được rồi. Lúc hơi cũng được rồi, rồi họ lấy cái trên lấy lá chuối đè lại, đậy lại. Vô. Trứng của nó mọi người. Trứng của nó trong cái mấy cái bọt này nè. Cái mình đùa vô đây cái là nó vô à, nó vô nó ngớp à. Ủa, cái sạch nè. Chỗ này bọt nhiều lên đây. Từ đùa vô cái này. Thôi đi. Bớt giỡn đi. Vậy đó nha mọi người, mình sẽ đùa bọt vô. Rồi còn con phớ ngoài mình phá bỏ hết. Rồi nó thấy gì nó sẽ vô thôi nha mọi người. Rồi ok. Nó không vô gì. Giờ mình coi nó đặt nha mọi người. Đặt xuống cái nãy đằng kia rồi. Bên dưới này cái sặc dữ lắm, cái sặc. Là mình kiếm mớ cái sặc này vô chiên giòn hay là mình coi khô gì đó. Con. À, bọt nhóc chân mọi người. Có cây không? Cây có nào? Rồi. Đủ bọt vô. Đủ vô. Đủ bọt vô người. Nhiều người vô điện hồi nó thấy không có bọt ở ngoài nó cũng vô à. Ừ. Vậy ha. Được rồi, vậy đó. Ok. Chờ đợi nha mọi người. Rồi mấy anh em mình đặt nãy giờ mấy cái xong rồi nha mọi người. Đợi khoảng tiếng hồ. Nửa tiếng đi. Cứ nửa tiếng rồi mình lại mình thăm nha mọi người. Rất là nhiều, thấy nó nhiều lắm đó mà nó vô không biết nha. Tại bọt 4-5 bọt cái mình dồn lại trong cái lợ trơn, cái đầu mình phá ngoài mình phá bọt hết. Thấy không mọi người? Thấy nó cũng vô nãy giờ cũng 50 phút thì thấy vô vài con rồi đó. Rồi hồi khoảng nửa tiếng nữa mình thăm cho mọi người coi ha. Ok. Lại đi. Rồi nãy giờ cũng lâu nha mọi người, gần tiếng luôn đó. Nãy giờ anh em mình đi vòng vườn nè. Đi vòng bẻ dừa rồi uống rồi quên luôn. Quay lại Canamen mình thăm nha mọi người. Sao thấy từ từ ơi. Sao thấy hỏi không có động địa cho mọi người, không thấy không nhích gì hết trời. Khô không à. Biết đủ khô khô không nữa. Rồi dở ơi, không có, chắc là đem lợt vô cái lợt vô kho cái lợt luôn á. Dở thử coi có không. Trời ơi mọi người ơi. Cái vô mà nó vô mà nhóc chân sao mà nó không nhảy gì hết nè mọi người. Ủa cái này mười mấy con á. Hai mấy con luôn chứ. Trời coi ơi. Trời ơi. Để từ đứng nhích coi, quay coi. Thấy không? Trời ơi cái kìa. Quá trời ơi. Rồi đi, đi. Đi cái này. Thứ hai nha mọi người, cái thứ hai mọi người. Có hai cái thôi, rất là bự. Rồi cái này thấy không động đậy gì luôn nè. Có. Có không? Thổ là trời.
Trời ơi, cái này cũng vậy đó mọi người. Thì gan luôn, hai cái thì gan luôn. Cái nào nó dính đó nè. Cái này cũng nhiều hơn cái trước thì hay ít hơn. Ôi mà cái sạc không có bự nha mọi người. Nhỏ không à. Đặt cũng được được gì vừa không mà đủ rồi, không chiên giòn được rồi. Khô. Khô chiên giòn vậy đó. Mạnh nè. Trời ơi, con nào nó thối sội luôn mọi người, nó mạnh vậy kìa. Đi. Đúng rồi, thấy không đông đậy gì chứ. Rồi xong rồi nha mọi người. Xong rồi mình vô mình chế biến nha. Đây mình đi về lại nhà mình mặn đó rồi, hồi mình quay cho mọi người coi. Chiên giòn nha mọi người. Rồi đi vô nhà dài vô nhà mọi người. Ủa bây giờ thấy ít ai đặt lắm nha mọi người. Tại mấy anh em mình thấy bọt quá trời mua đặt chơi chứ. Giờ vòng vòng thấy người ta xịt toàn cá bự ăn không. Còn anh em mình đặt cá sặc này chiên giòn chứ. Đi làm không đâu có không đâu mà đi xịt này kia. Nè, quay ở đây. Nè. Ôi trời. Trời ơi, trời ơi. Sặc nào lấy lúc tôi sặc mương bờ nó đen hồi lùi. Đen hồi lùi. Ở mương dâu nè, bờ dâu lá bãi lá này nè. Đen hồi lùi luôn nè. Thấy mọi người. Con nào lấy đen nè. Này cỡ mấy trăm gram à. Lấy mấy trăm gram. Ừ. Tại vì mình gom nhiều bọt lại đó nghe mọi người, gom nhiều bọt lại vô cái là bành kỳ luôn. Chứ không phải là ngày xưa nhỏ nhỏ như là mình ngày xưa nha, là bành kỳ luôn nè. Mình gom lại cái mấy bọt ngoài mình phá bỏ hết. Có gì nó dồn vô cái lờ này hết nè mọi người. Rồi. Rồi mình vô mọi người ơi. Rồi mình đi hái rau vô mình luộc nha mọi người. Mình hái rau rồi nha mọi người. Cặp nhãn lồng vô mình luộc mình ăn chung với cá chiên hồi nãy nha mọi người. Rồi mình vô tới nhà nha mọi người. Cá ở gì? Rau mình hái rau vườn lộn xộn nha mọi người. Rau muống rồi bột nhãn lồng rồi rau lan dùm lum dơ nha mọi người. Luộc lộn xộn ăn. Rồi ok. Rồi cá mình mặn xong rồi nha mọi người. Mình hồi mình để cho nó ráo nước rồi mình chiên nha. Cá này cũng không có bự. Mà có mấy con có trứng luôn nha mọi người. Vừa ăn chứ không có bự. Này là chiên giòn là vừa luôn đó nha mọi người. Rồi mình sẽ làm bữa cơm đạm bạc. Đi hái rau rồi về. Thêm một dĩa rau luộc đó nha mọi người. Rồi đi thôi mọi người. Rồi dầu sôi mình bỏ cá vô nha mọi người. Quá văng luôn. Thôi gặn, thôi gặn, thôi. Gặn quá gặn nha mọi người. Hồi mình sẽ quay cho mọi người tiếp cho mọi người coi. Để bỏ vô nhiều rồi mình quay cho mọi người xem. Gặn quá à. Trong thời gian chờ đợi cá chín mình sẽ đi làm chén nước mắm và luộc rau luôn nha mọi người. Rồi.
rồi cá rồi nước mắm mình chín, mình cá chín rồi nước mình làm nước mắm xong luôn nghe mọi người. Nó lộn lẹo lử luôn. Thấy nè mọi người thấy ngon không mọi người? Nè cá nè, nước mắm mà nghe mọi người. Rồi hồi chiều mình đi hái rau nè, mình luộc nè. Rau lộn xộn, rau vườn lộn xộn, nhãn lồng, rau muống gì nữa. Rồi có hai cái này vậy, leo luôn, dưa leo nó nghe mọi người. Đây cá leo, nghe không, cá có trứng rồi nghe mọi người. Chiều rồi rất là nhiều luôn á, nhưng mà mình chiên lại nó làm miếng trứng nè, làm miếng trứng đi nè, làm đi nè mấy nha. Ngon hả? Rồi rồi, quá im, quá im, quá ngon phải không? Rồi mình mời các bạn thưởng thức với mình nha, ăn cơm nha mọi người. Ăn cơm vậy thôi, ăn cơm bữa cơm đạm bạc rồi, mình ăn thưởng thức thử nha, cảm nhận thử nha. Rồi mình bấy cơm mời mọi người dùng với mình nha, ăn cơm nha mọi người. Mời mọi người dùng cơm với mình nha. Mời dùng cơm mình nha. Miếng cá mời mọi người nha mọi người. Cặp miếng rau vô. Đó là giòn quá. Rau sao đi. Mắm này chua chua cay cay mọi người. Chiên tương chiên giòn rất là ngọt nha mọi người. Món này đối với mọi người rất bình thường nha mọi người, rất bình thường chứ mọi người muốn ăn không có nha mọi người. Món rau à. Rau vườn ăn không có sợ thuốc men chứ. Quá ngon. Mời mọi người nha, mời mọi người nha. Ăn nãy giờ muốn hết chén cơm nha mọi người, quá ngon. Món này rất đơn giản thôi, đậm bạc. Đậm bạc với nhiều người muốn ăn mà không có ăn nha mọi người. Nhầm người thì đối với mọi người, nhầm người thì rất là quen thuộc luôn á, rất là dễ kiếm. Rồi mình ăn nãy giờ cũng xong rồi mọi người. Video mình rút ở đây nha mọi người. Chúc mọi người buổi tối tốt lành nha. Rồi tạm biệt mọi người.